Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kim Toyota. Quý vị có thích những cái mẫu xe Innova số sàn màu trắng không ạ? Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu quý vị một mẫu Innova số sàn màu trắng đời 2018, chạy khoảng cỡ 47.000 km, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh mà Toyota Tân Cảng vừa mới thu về đây. Với một mẫu xe chạy 47.000 với chất lượng thì còn rất là đẹp, thì quý vị có mong muốn sở hữu mẫu xe này hay không? Thì hôm nay tôi mời quý vị hãy cùng tôi khám phá chi tiết về mẫu xe này. Mẫu xe đang được trưng bày tại khu vực trưng bày xe cũ của Toyota Tân Cảng nè. Tại Toyota Tân Cảng bây giờ thì có rất là nhiều mẫu xe cũ. Quý vị có nhu cầu về mẫu xe nào á, vui lòng ghé Toyota Tân Cảng xem. Rồi về phần giá cả thì trong tháng 8 này á, Toyota Tân Cảng có những cái chương trình hỗ trợ về xe cũ rất là tốt. Mời quý vị ghé để xem. Còn bây giờ tôi mời quý vị hãy cùng tôi khám phá chi tiết về mẫu xe Innova số sàn đời 2018 màu trắng, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh, chạy 47.000 km. Xin mời quý vị. Đây, tổng thể của mẫu xe này nè quý vị. Nhìn phía ngoài đây thì xe còn rất là liền lạc đúng không ạ? Còn y như xe mới thôi. Đó. Và đây là màu trắng nữa. Thì phải nói là rất là đẹp quý vị ha. Xe này mà quý vị nào mà vừa chạy dịch vụ mà vừa chạy dịch vụ xe hoa thì khỏi nói rồi. Để dán những cái dòng chữ cưới rồi để dán hoa lên cái nắp capo này mà chạy dịch vụ cưới thì khỏi chê rồi quý vị. Đây, quý vị có thể quan sát tổng thể nè, cùng tôi khám phá chi tiết quý vị ha. Đây, đầu tiên là phía trước nè. Phía trước này thì quan sát tổng thể thì giữa các chi tiết, giữa những cái cụm đèn nè, với cái cản nè, rồi nắp capo nè, thì nhớ những chi tiết này á, nó rất là khít với nhau. Rồi từ của lưới tản nhiệt nè đó, rồi trên đây là nắp capo nè đó, quý vị thấy không, những cái đường dập nổi này, những cái đường sóng dập nổi này còn y nguyên nè, rồi chất lượng nước sơn nè, quý vị thấy không, còn rất là bóng đó. Những cái chóa đèn này thì còn rất là sáng rồi. Đây 2018 mà đó, quý vị thấy không, rồi đèn sương mù nè, rồi cản nè đó. Quý vị có thể thấy là những cái chi tiết này còn y nguyên mẫu và phải nói là cái chất lượng còn rất là tốt. Đây, những cái bộ lốp đây, trận lốp còn rất là sâu, bộ mâm nè, quý vị có thể thấy nè, những cái nước sơn nè, quý vị thấy không, nước sơn còn rất là đẹp. Đó. Những cái đường dập nổi từ phía trước ra phía sau nè. Xe này thì bên ngoài thì quý vị có thể quan sát là đã được dán phim cách nhiệt rồi. Đây. Đó, chất lượng nước sơn ổn quý vị ha. Để tôi đóng mở cửa quý vị nghe âm thanh như thế nào. Đó. Cửa còn rất là chắc chắn và rất là đầm. Đây. Đó. Nói chung là còn rất đầm. Đây, bộ mâm lốp phía sau đây. Đó. Đó nè. Đó. Bộ cốp phía sau nè, quý vị thấy không? Nói chung xe này thì còn y nguyên bản thôi. Một mẫu xe chạy 47.000 mà, thì với chất lượng mà khách hàng cũ người ta biết giữ xe á, thì quý vị có thể thấy là chất lượng của xe là mẫu xe này nè, thì vì khách hàng đó thì giữ xe phải nói là còn y như nguyên bản thôi. Đây, từ chất lượng nước sơn nè, giữa sự liền lạc giữa các chi tiết nè, nè quý vị thấy không, nó rất là đều với nhau. Những cái đường dập nổi từ phía trước đến phía sau, rồi từ phía sau đến phía trước, rồi chất lượng nước sơn thì phải nói là ổn hết quý vị ha. Đây, những cái bộ mâm lốp nè. Đây thì chúng ta vào bên trong xe để coi nội thất như thế nào cho quý vị. Đây, từ bảng tắp bi cửa nè, rồi bộ ghế nè. Đó, quý vị thấy không, nói chung thì còn y như nguyên bản hết thôi. Đó. Xe này nếu quý vị nào mà đi gia đình thì quý vị có thể nâng cấp thêm những cái bộ ghế da hay là đầu DVD camera da. Thì những cái này thì mời quý vị cứ ghé Toyota Tân Cảng xem xe đi. Còn về phần quý vị muốn nâng cấp thêm option gì á thì quý vị cứ ghé Toyota Tân Cảng rồi chúng tôi sẽ cân đối giá cả và hỗ trợ cho quý vị. Đây, những hàng ghế phía sau này còn rất là sạch sẽ, y như xe mới thôi quý vị. Đó, cửa này đóng rất là đầm nè.
Xe này thì bảo hành tới 2021 nha quý vị. Còn về chất lượng thì Toyota Tân Cảng luôn cam kết rồi, không tai nạn, không ngập nước, nên quý vị cứ yên tâm. Số km đây quý vị, 47.687 km. Hiện tại trong tháng 8 2020 này, Toyota Tân Cảng đang rao bán mẫu xe này với mức giá là 640 triệu đồng cho mẫu xe Innova số sàn đời 2018 chạy 47.000 cây, mang bằng số tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì quý vị có nhu cầu về mẫu xe này, vui lòng gọi trực tiếp hotline hoặc là đến trực tiếp Toyota Tân Cảng gặp Khiêm để tôi có thể tư vấn và hỗ trợ quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào.